Chờ top 1. Cái này chắc chắn là chưa thấy mình. Mặc dù mình đang ngồi trên xe nhưng mà mình đang hóa trang với một bộ hóa trang cực kỳ là đẹp trai hấp dẫn, khiến cho các thanh niên sẽ bị nhầm lẫn mình với chiếc nhà này. Hiện tại còn 9 người nhưng mà không biết nó ở đâu hết rồi. Ok. Ok.